Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số em thì có sử dụng Zalo luôn và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhá. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2023 thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review cho các bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa các bác nhá. Hôm nay thì tổng cộng chúng em lên rất là nhiều loại này, gồm có 15 cây máy móc hàng siêu tầm cực kỳ đẹp luôn. Cây nào cũng cực kỳ chất lượng và máy móc thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Hôm nay thì chúng em gồm có 15 cây đẹp như nhau luôn ạ. Thoải mái cho các bác sự lựa chọn và cam kết cho các bác này là máy hàng chuẩn zin các bác nhá, hàng chưa bung chạm máy móc cho các bác luôn. Để cho các bác về các bác sử dụng và các bác kiểm tra hàng có thể đảm bảo nhất, cả chúng em cam kết nếu mà hàng giả hàng nhái và sai hình thức mà cả chúng em nói ở trên video, cả chúng em xin phép đền 10 lần tiền. Đấy. Và hôm nay thì chúng em lại đánh dấu tiếp tục ký tự là lô chữ F các bác nhá. Hôm nay là gồm có 15 con này. Hàng bên trên này. Đó, hôm nay hàng bên trên này là những phân khúc hàng cưa giá rẻ hoặc những máy cưa nhỏ để cho các bác về cắt tỉa cành cầm đi làm vườn làm rẫy nhẹ nhàng, phân khúc giá rẻ tầm khoảng trên dưới 2 triệu. Đó. Còn hàng bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn. Máy móc rơi vào tầm khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu, hơn 3 triệu. Đó, máy nó hệ nòng đứng, máy hàng chuẩn Nhật nguyên zin các bác nhá. Đấy, các bác nào mà nhu cầu máy công suất lớn một tí xíu thì các bác lựa cho em hàng ở bên dưới và máy hàng chất lượng các bác nhá. Còn các bác nào mà muốn cưa nhẹ nhẹ nhàng về sử dụng nhỏ nhẹ, máy cưa cầm tay nhẹ nhàng, cái máy giá rẻ thì các bác lựa cho em hàng ở bên trên các bác nhá. Và hôm nay thì chúng em là có hai con máy hàng, một con máy cưa Estin và một con máy cưa Trung Quốc xuất Nhật. Đó, máy con này thì F2 này để về cho các bác nào mà nhu cầu cắt ít mà cầm tìm chiếc máy khỏe khỏe một tí xíu đấy ạ. Giá này cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1.700.000 miễn phí ship, đã lên lam mới xích mới. Đấy, hệ này là hệ Trung Quốc xuất Nhật các bác nhá. Hôm nay thì xin giới thiệu qua cho các bác. Và bây giờ con đầu tiên là một con máy cưa Estin 024AV. Công suất của con này là 42cc các bác nhá. 42cc một con máy cưa khai thác cho các bác này. Khai thác chuyên nghiệp đấy ạ. Con này thì hệ lốc nhôm Estin 024AV hàng của Đức, quá là chất lượng luôn rồi. Đấy. Con này hiện tại cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5.100.000. Con này về cho các bác về cắt gỗ keo, tràm đủ linh tinh thì thoải mái cực kỳ luôn các bác nhá. Đây là sử dụng lam xích này. Làm xích cực kỳ đẹp luôn ạ. Nguyên làm xích nguyên zin. Vâng, và con F2 là một con máy cưa, con này là nói rõ trên video luôn các bác nha. Con này là hệ Trung Quốc xuất Nhật, hệ máy này con này là máy Trung Quốc nhưng mà nó xuất qua Nhật. Hôm nay chúng em có một cây duy nhất thôi ạ. Nhập về nói chung là về cho các bác nào mà nhu cầu về cắt cần một chiếc máy lớn lớn công suất mà tầm khoảng trên 50cc. Hiện tại con này là công suất nó trên 50cc nhá. Và giá cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.700.000, giá rẻ để cho các bác về sử dụng. Có tích hợp chủ giật trợ lực này. Và con này thì cửa chúng em nhập về không có lam xích các bác nhé. Và chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới và một cây lam mới rồi. Để cho các bác về sử dụng có thể đảm bảo nhất. Đấy, 1.700.000 miễn phí ship. Lâu lâu mới có được một cây đấy thôi ạ. Vâng, và con F3 là... Con này là dòng của Thụy Điển các bác nhé. Dòng này dòng của Thụy Điển. Husqvarna 141, công suất của nó là 40.2cc. Đó, giá 3.100.000. Con này về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đủ lại là quá là thoải hợp lý và thoải mái các bác nhá. Vâng, và con máy cưa F4 là một con máy cưa Ryobi. Con này là có tích hợp chủ giật trợ lực này, con này là 32cc. Cắt gỗ cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm là 25 phân đủ lại. Đấy, F4. Con F5 là một con máy cưa Echo, con này khá là đẹp đúng không ạ? Echo Kyorit V3400 34cc 2.900.000, con này có tích hợp làm Latin luôn các bác nhá. Theo máy là một cây làm Latin luôn ạ. Máy móc cây. Các bác nhìn quá. Quá đẹp đúng không ạ? Con này 2.900.000. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đủ lại. Một con Komatsu Zenowatt G3401. Con này tích hợp chụp giật trợ lực. 2.600.000. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại. Một con máy cưa F7. Shindawa E300. Con này là dòng thương hiệu của Shindawa, có lẽ các bác ngả dưới miền Tây sông nước thì không còn xa lạ với thương hiệu này nữa rồi. Các bác em bán dòng hệ Shindawa về ngả miền Tây thì rất là nhiều luôn các bác nhá. 2.550.000, con này thì công suất của nó là trên 30cc. Đấy, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30-35 phân đủ lại, quá thoải mái.
Một con máy cưa Shinawa 380 công suất 38cc các bác nhá, cực kỳ VIP luôn. 2 triệu 700 ngàn công suất, cực kỳ khỏe luôn ạ. Đó, nòng 40 ly. Cho con F8 này thì con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35-40 phân thì cắt được các bác nhá. Vâng, và bây giờ là qua hàng máy cưa sử dụng gia đình đây. Một con máy cưa F9, một con máy cưa Makita có tích hợp chủ giật trợ lực, bán cực kỳ chạy trên thị trường Việt Nam. MEA333 2 triệu 250 ngàn, máy móc khá là đẹp nhá. Hình thức không bể vỡ gì cả, ốc làm này các bác nhìn qua vàng ươm luôn ạ. 33cc, con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại các bác nhá. Một con máy cưa Echo Grid này cũng cực kỳ VIP luôn đây. 3.300. Đó, 2 triệu 200 ngàn. Tích hợp theo máy làm Latin luôn các bác nhá. 33cc, cực kỳ khỏe. Một con máy cưa hiệu, con này là hiệu Singu đấy ạ. Singu 1 triệu 950. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25 phân đổ lại các bác nhá. Một con máy cưa Komatsu Zenowatt 1 triệu 850 F12. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. G330cc. Một con máy cưa Makita, thương hiệu Makita các bác nhá. 1 triệu 850 có tích hợp núm mâm xăng ở trần trên đỉnh này này. Làm xích nguyên zin. 1 triệu 850 cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. Một con máy cưa hiện nay thì chúng em lên con hai con tay cụt của thương hiệu, một của Makita, một là Tananka này. Con Makita công suất của nó là 34cc các bác nhá. 1 triệu 900 ngàn có thắng xích đầy đủ. Một con máy cưa Tananka, con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. 2 triệu 050 ngàn. Đó, có hệ hai kệ tay cụt này thì cầm để cho các bác cắt tỉa cành trên cao. Vâng, và cửa hàng chúng em hôm nay là gồm có 15 con, rất là nhiều hệ lựa chọn luôn. Và đánh dấu ký tự này là F1, F2, F3, F4 đấy ạ. Thì các bác ưng ý con nào rồi, các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi. Các bác liên hệ và các bác đọc cho em cái mã mà chúng em đã đánh dấu trên từng con đấy nhá, để chúng em biết được các bác muốn lựa con nào và đóng hàng gửi đi cho các bác. Rồi, vâng, cây máy đầu tiên trong lô ngày hôm nay, cây F1 các bác nhá. Con này là hệ máy cưa chuyên khai thác chuyên nghiệp cho các bác. Một con máy cưa Estin 024AV. Đó, công suất của nó là 42cc cho các bác nào về khai thác keo, tràm, đồ linh tinh các bác nhá. Đấy. Về các bác sử dụng thì con này thì hệ chịu lực cực kỳ tốt luôn. Hệ nó là lốc nhôm các bác nhá. Lốc là lốc kim loại hợp kim luôn. Khai thác cả ngày không phải xi nhê gì luôn. Xích sử dụng nó là xích 325 các bác nhá. Và clamp con này mặt cắt của nó là được bao nhiêu đây ạ? Dạ 45 phân mặt cắt luôn ạ. Cây lam cực kỳ dài luôn. Về khai thác keo tràm chuyên nghiệp các bác nhá. Làm mặt cắt là được 45 phân. Xích sử dụng nó là xích 325. Và hiện tại cơ sợi xích này thì cửa hàng chúng em là xích nguyên zin nguyên bản của nó, nhưng mà sợi xích thì như mới luôn các bác nhá. Hệ làm xích nguyên zin đấy ạ. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, cây Estin 024, giá 5 triệu 100 ngàn. Hiện tại con này thì nó là hệ đời cao tiền, nên là nếu mà các bác chốt con này, riêng con này nhá, trong lô ngày hôm nay các bác chốt con này thì các bác cọc cho em trước 200 ngàn, còn toàn bộ những máy khác thì không cần cọc trước. Đó, chỉ có riêng con này, tại vì con này nó là hệ hàng nếu mà đóng hàng gửi đi ạ, thì nó rất là nặng và tiền cước nó rất là cao. Đó, tiền thu hộ nó cũng là cao nữa, nên là các bác ưng ý con này thì các bác cọc cho em trước 200 ngàn thôi ạ. Vâng, và hôm nay thì chúng em thì có một con máy cưa hàng Trung Quốc xuất Nhật các bác nhá, nhập về. Hàng con này thì máy móc thì quá là chất lượng rồi, tích hợp chủ giật trợ lực này, đời hàng Trung Quốc nên là cực kỳ VIP luôn. Máy móc thì như mới luôn các bác nhá. Và con này thì cả chúng em thì đã lên cho các bác luôn một lam xích mới rồi. Lam xích mới nha. Con này thì về cho các bác nào mà về cắt ít sử dụng lâu lâu mới sử dụng, về cắt chơi chơi tỉa cành đồ linh tinh, hoặc là về sử dụng ít ấy ạ, thì các bác lựa con này thì giá cả cực kỳ hợp lý luôn. Theo máy là lam xích mới luôn rồi. Sợi con này xích của nó là xài xích lớn các bác nhá, xích 72 xích lớn. Hiện tại trên thị trường hầu như chỗ nào cũng bán luôn.
xích nên là các bác không cần phải lo đâu ạ. Và lam con này mặt cắt của nó là được 57-58 phân luôn. 57-58 phân luôn đấy ạ. Đó. À đâu? Đầu lam con này mặt cắt của nó là được 48 phân. 48 phân mặt cắt các bác nha. 48 phân mặt cắt giá chỉ 1.700.000. Về cho các bác về sử dụng cắt tỉa cành hoặc là về sử dụng linh tinh thôi. Công suất thì con này của nó là 52cc các bác nhá. Vâng, qua con F3, một con máy cưa Husqvarna 141, công suất của nó là 40.2cc cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35cm đổ lại đường kính gỗ các bác nhá. Giá 3.100.000, thương hiệu Husqvarna, máy móc liền mạch không có bể vỡ gì cả. Nguyên zin nguyên bản từ ATZ các bác nhá, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Mà con này hệ sử dụng nó là xích chung 91. Xích chung 91 các bác nhá, và lam con này mặt cắt của nó là được 39 phân, gần 40 phân ạ. Xích chung 91, con này hiện tại nó dùng chung với sản phẩm của máy xích của máy cưa điện đấy ạ. Các bác mua trên thị trường thì cũng bán rất là nhiều các bác nhá. Chỗ nào có bán máy cưa điện là chỗ đó có bán sợi xích này. Dạ vâng, tiếp đến là một con máy cưa Ryobi F4. Con này là hệ nhỏ nhẹ, như con chuột chuồn đấy ạ. Nhỏ nhẹ, và con này hệ nó là chụp giật trợ lực các bác nhá. Tích hợp chụp giật trợ lực này. Và con này hệ thống giảm sóc lò xo các bác nhá. Hệ thống giảm nhún lò xo cực kỳ êm tay luôn. E gió thì e gió tự nhảy, e gió tự động tự nhảy các bác nhá. Đấy, tự nhảy về, có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Con này về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Hệ thống bô là bô của nó là bô giảm thanh các bác nhá, cực kỳ êm ái luôn. Nổ cực kỳ êm ái, xích sử dụng là xích chung 91, xích dùng chung với hệ thống của máy cưa điện. Mua trên thị trường rất là dễ dàng. Làm con này mặt cắt của nó là được 35 phân mặt cắt các bác nhá, cho các bác về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Đầy đủ combo luôn. Con này nói chung là rất là nhiều cái được luôn. Chụp giật trợ lực này, hệ thống giảm nhún lò xo, e gió tự nhảy, có núm bơm xăng phụ, xích thì mua dễ dàng. Phần bên dưới này là phần nắp là để đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Phần nắp trắng đây ạ, và nắp đen này là để xăng pha nhớt các bác nhá. Con F4 này hiện tại cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.650.000, miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Một con máy cưa Echo Kyorit V3400 công suất 34cc cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại, 30cm đường kính gỗ các bác nhá. 2.900.000, và con này theo máy là một cây lam Latin luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp không ạ? Đầu Latin còn khá là đẹp này. Lam xích nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhá. Xích con này sử dụng nó là xài xích mini, xích chuột mini. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Cực kỳ chắc chắn rồi.
Và lam con này mặt cắt của nó là được 36 phân. 36 phân mặt cắt. Phần mặt tiền của nó đây. Con máy khá là đẹp và chất lượng. 2.900.000 các bác nhá. Một con máy cưa Zenowatt Komatsu G3401. Đó, mặt tiền khá là đẹp. Máy móc con này thì tình trạng cũng quá là ok luôn. Có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. E gió tự nhảy luôn các bác nha. E gió tự nhảy, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đấy, có tích hợp chủ giật trợ lực. Và phần giảm nhún là nhằm giảm nhún lò xo tiếp tục các bác nha. Tiếp tục giảm nhún lò xo cực kỳ êm ái luôn. Xích sử dụng xích là xích chung 91 và lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt. Xích sử dụng xích chung 91 và cắt gỗ đường kính cho các bác, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lại, đó là cắt gỗ đường kính các bác nhá. Con này hệ thống bô của nó là bô giảm âm. Bô giảm âm nên là rất là êm ái khi mà hoạt động luôn. Và con này là có tích hợp là tăng giảm lam xích trên phần cây lam này luôn các bác nhá. Tăng giảm lam xích trên phần cây lam này luôn. Hiện tại con F6 cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.600.000, cửa hàng chúng em miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện các bác nhé. Ngả miền Tây sông nước đây các bác. Một con máy cưa Shindaiwa E300. Có lẽ là ngả dưới miền Tây thì các bác không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Cả chúng em thì bán về ngả dưới đấy thì rất là nhiều về thương hiệu này các bác nhá. Giá 2.550.000, công suất của nó con này là 30, gần 35cc các bác nhá. 35cc đấy ạ. Và con này là tích hợp một ốc lam và trực tiếp bằng khóa 19. Ốc chân lam lớn luôn các bác nhá. Lam con này mặt cắt của nó là được... mặt cắt của nó là được 30 phân mặt cắt. Hệ thống của nó lốc con này sử dụng là lốc kim loại luôn các bác nhá. Lốc kim loại về cho các bác chịu lực chịu nhiệt thì cũng rất là dễ dàng luôn. Các bác cắt sử dụng mà cả ngày thì không phải xi nhê gì về độ nóng của cây máy các bác nhá. Đối với con này thì về cho các bác sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân đổ lại thì con này xử lý được các bác nha. Giá chỉ 2.550.000, cực kỳ rẻ và cực kỳ hợp lý luôn. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện, công suất 35cc, về nòng 38 ly các bác nhá. Hệ thống con này là nòng đứng. Kim loại sử dụng lốc là lốc kim loại thì quá là bền bỉ rồi. Thương hiệu Shindaiwa thì nó thiên về bền là chủ yếu các bác nhá. Và vòng tua của con này thì cực kỳ khỏe luôn. Đó, tiếng bô của nó vừa nãy cửa hàng chúng em thì đã giật test nổ cho các bác xem rồi. Tiếng bô của con này thì nổ thì cực kỳ thoáng máy luôn các bác nhá. Đó. Vâng, và con F8 là một con máy cưa Shindaiwa 380 nòng 40 ly, công suất của nó là 38cc các bác nhá. Cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 40 phân đổ lại. 40 phân đường kính gỗ, 35 40 phân đổ lại. Giá 2.700.000, con này thì về có thể lên được lam dài hơn các bác nhá. Về nếu mà các bác có nhu cầu mà cắt gỗ đường kính khoảng cao hơn thì các bác lên lam xích dài hơn thì con này thì cắt gỗ thì thoải mái luôn. Hệ thống lốc của nó là lốc sử dụng vẫn là lốc nhôm, lốc kim loại luôn ạ. Đó, về các bác sử dụng cả ngày không cần phải lo mà tình trạng mà nóng máy khó nổ. Đấy. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 và con này sử dụng lam mặt cắt là được 35 phân mặt cắt các bác nhá. 35 phân mặt cắt, xích sử dụng nó là xài xích mini. Xích mini ạ.
Shinawa 380 giá chỉ 2.700.000 các bác nhá. Vâng, và bây giờ thì cả chúng em qua mẫu cưa sử dụng gia đình đây. Một con máy cưa Makita nhỏ nhẹ, tay dài, hệ nhỏ nhẹ 33cc thôi. Con này cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác, có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Xích sử dụng là xích chung 91, xích dùng chung với máy cưa điện các bác nhá. Lam mặt cắt là được 35 phân mặt cắt. 35 phân mặt cắt các bác nhá. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên 2.250.000. Cửa hàng chúng em hiện tại thì những cái hệ như thế này về bán cực kỳ chạy luôn. Rất là nhiều các bác hay hỏi. Đây phần bô của nó đây các bác nhìn, bô hầu như là chưa hề có vết han gì luôn các bác nhá. Thương hiệu Makita thì quá là nổi tiếng rồi. Các bác hầu như là về những hệ sử dụng cầm tay thì thương hiệu này thì nó rất là phổ biến rồi các bác nhá. Dây giật của nó đây, các bác nhìn qua sợi dây giật này. F10 một con máy cưa Echo Kyorit 3333cc. Có theo máy là một cây lam Latin các bác nhá. Xích sử dụng nó là xài xích mini nhỏ gọn cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. 20 đến 25 phân đổ lại. Lam con này mặt cắt của nó là được 35 36 37 phân các bác nhá. 37 phân mặt cắt. Có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác 2.200.000. Thương hiệu Echo Kyorit. Đấy, hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Dạ vâng, vừa qua con máy cưa F11, một con máy cưa Shingu hiệu sử dụng gia đình. Công suất của con này vẫn là 33cc các bác nhé. Giá chỉ 1.950.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Phần lam con này mặt cắt là được 30 phân mặt cắt. Xích sử dụng đó là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhé. Xích mini 1.950.000.
Dạ vâng, qua con F12, một con máy cưa Komatsu ZenoWatt G300 33cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại, có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác. Con này về hệ những cái dòng mà máy thương Komatsu ấy, thì nó thiên về độ bền và độ tiết kiệm xăng các bác nhá, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền là chủ yếu. Đó, cái dòng Komatsu thì nó thiên về như thế. Các bác nào mà muốn bền bỉ và muốn tiết kiệm nhiên liệu thì các bác lựa cho em hàng này. Giá chỉ 1.850.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển và tất cả phụ kiện rồi. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích sử dụng nó là xe xích mini nhỏ gọn, cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đủ lại các bác nhá. Vâng, và một con máy cưa Makita. Con này là hệ giá rẻ cho các bác về sử dụng đây, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đủ lại các bác nhá. Giá chỉ 1.850.000 F13 các bác nhá. Đó, thương hiệu Makita, nồi đồng cuối đá luôn rồi, có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác. Con này sử dụng hệ thống lam của nó, mặt cắt là được 35 phân mặt cắt các bác nhá. 35 phân mặt cắt, xích sử dụng nó là xài xích mini nhỏ gọn. Và con này nó là phần hai ốc chân lam vặn cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hai ốc chân lam ạ. Tình trạng con này khá là đẹp và chất lượng rồi, 1.850.000 các bác nhá. Con này máy này nó bị hết xăng mất rồi. 1.850.000 về các bác. Đảm bảo cho các bác về giật máy này thì cực kỳ dễ nổ luôn. Trên video em quay thì nó bị hết xăng mất rồi các bác nhé. Dạ vâng, và bây giờ thì cả chúng em thì qua hai con mẫu máy cưa tay cụt các bác nhé. Một con máy cưa F14 1.900.000 các bác nhá. Hệ thống Makita, thương hiệu Makita cực kỳ nổi tiếng rồi. Giờ này cả chúng em hôm nay lên lô rất là nhiều máy cưa mà hệ Makita như thế này. Một con máy cưa tay cụt này, thắng xích sử dụng đầy đủ này, đầy đủ thắng xích luôn, có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác về cắt tỉa cành các bác nhá. Công suất 34cc cực kỳ khỏe luôn rồi, cực kỳ khỏe luôn rồi các bác nhá. Đó, tiếp là một con tay cụt để về cắt tỉa cành trên cao nữa đây ạ. Một con máy cưa Tananka có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác, 2.050.000. Con này thì cầm về để cắt củi, cắt ấy, hoặc là cắt củi, cắt gỗ nhỏ 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 bằng cái bắp chân hoặc là bằng cái phích nước đây ạ. Đó, hoặc là về các bác hàng leo trèo trên cao về cắt tỉa nhánh tỉa cành mà có thể cầm được một tay thôi đấy ạ. Thì con này thì các bác lựa chọn cho những dòng hệ máy cưa tay cụt thì cầm đi cho nó nhẹ nhàng các bác nhá.
Lam con này mặt cắt là được 35 phân, xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Và con này thì được tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này, tăng giảm năng xích trên phần thân lam các bác nhá. Có núm mâm xăng đầy đủ cho bác. Con này thì hệ có trục giật trợ lực. Dạ rồi, và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ và giới thiệu nguyên một lô máy cơ xích rồi. Rất là nhiều các mặt hàng hôm nay là tổng cộng gồm có 15 con. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi hoặc là muốn đặt hàng con nào ấy ạ, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em và báo cho em cái mã số mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên này rồi các bác nhá. Đánh dấu trên này và là cái mã số mà cửa hàng chúng em đã để trên này này. Các bác đọc cho em là các bác muốn chốt con F9 chẳng F1, F2, F3, F4 này, F5 này. Và giá là cửa hàng chúng em đã công khai trên từng con máy rồi. Và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhé. Các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Vâng, và bây giờ thì video này nó khá là dài rồi, thì cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.